Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Hiếu Nguyễn đã có mặt tại phường 8, quận Phú Nhuận. Hiếu Nguyễn sẽ đi thăm một vị khách hàng đã ủng hộ trái trúc của Hiếu Nguyễn từ rất lâu rồi. Nào, bây giờ cùng đi. Hello, chào chị. Hôm nay em đi từ dưới An Giang lên nè, em tặng chị cảm ơn em gần 2 kg trái trúc. Cảm ơn em rất là nhiều vì đã tặng cho chị cái này. Chị sẽ dùng cái này, chị xông nhà nè, chị gội đầu nè, chị ngâm chân cho khách hàng, ngâm chân với trà gốc chân cho khách hàng. Chị thích cái mùi này lắm luôn. Thật sự là mới làm quen chăm này chắc cũng được một năm, hơn một năm rồi, nhưng thật sự bị mê mẩn cái mùi này lắm, nên không thể nào mà trong spa mà không có cái mùi này được. Dạ. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn chị đã ủng hộ trái trúc của em lâu nay. Để một hồi nữa là chị sẽ cho em biết được rằng là nó xong nhà như thế nào, chị xong theo kiểu gì á. Dạ. Có một tí lá luôn đó chị. Hử? Chị muốn sử dụng lá trái. Lá của em vẫn còn hồi bữa. Ở Mitsuba là Bích rất thích cái chanh này tại vì nó rất là thơm. Cái chanh này thì nó ở An Giang thường thường người ta hay gọi là trái trúc, nhưng mà nếu mà gọi cái tiếng trái trúc thì người ta không có hiểu lắm. Thì còn có cái tên thứ hai đó là chanh Thái. Thì cái mùi này nó rất là thơm. Nếu ai đã từng đi đến Mitsuba Quốc rồi thì sẽ biết được rằng là cái mùi này nó thơm đến mức độ nào luôn đó, và ghiền luôn đó. Ngoài cái mà Bích hay làm kiểu uống thì Bích sẽ dùng cho việc gội đầu cho spa nè, xông hơi để cho nó thơm với phòng nè, rồi Bích ngâm chân nữa. Bây giờ nếu ai đến ngâm chân thì sẽ nghe được cái mùi này. Cái mùi này khi mà xông lên nó rất là thơm, mà kết hợp với lại lá chanh Thái này, hoặc là mình bỏ cái chanh Thái này mình cắt khoanh tròn mình bỏ vô thì nó thơm cực kỳ. Nếu mà xong nhà này chỉ có xỉu mà thôi, thơm relax vô cùng luôn. Xin chào các bạn, thì bác sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà xong trong phòng, xong nhà bằng cái xả chanh với lại trái trúc, với lại lá của trái trúc. Đây thì nó đơn giản lắm, các bạn chỉ mua một cái siêu như thế này. Nếu như các bạn không có cái siêu thì các bạn có thể là dùng cái nồi cơm điện để mà các bạn xong. Nhưng mà Bích thích cái siêu bởi vì nó chỉ lên một cái hương, lên cái hơi ấy, nó chỉ vừa phải thôi. Còn cái nồi kia thì nó sẽ tỏa nhiều, nhưng mà nó nhanh hết lắm, nhanh hết cái mùi. Thì các bạn chỉ bỏ vào đây một cái xả chanh ha. Đây. Xong. Các bạn bỏ lá này vào. Rồi có bao nhiêu lá thì bạn thích nhiều thì bạn bỏ nhiều, còn nếu mà không thích nhiều thì có ít thì mình bỏ ít. Rồi ví dụ là có một cái trái chanh nào, lấy cái chanh xấu nhất đi, mình bỏ cắt vào trong đây một khoảng chừng một trái hay trái chanh gì đó. Cái mùi này cực kỳ thơm, thơm vô cùng luôn. Chỉ cần nó xông lên một cái là xỉu lên xỉu xuống luôn á. Mà cảm giác như là relax vô cùng luôn, mà cảm giác như bao muộn phiền nó sẽ tan biến hết. Không phải nói điêu đâu nha, các bạn thử đi rồi sẽ biết. Nếu như các bạn không có xả chanh này thì các bạn có thể dùng cái xả của mình, nhưng cái xả chanh thì nó sẽ thơm hơn. Thì cái xả chanh thì các bạn khó mua lắm, thậm chí là không có mua được luôn á. Tại vì cái này thì nhà Bích trồng nên Bích dùng cái đó. Rồi các bạn đổ nước vào. Cái siêu này thì các bạn mua chừng cái siêu 3,5 lít, một lít rưỡi, rồi cái siêu mà sắc thuốc đó nha. Rồi các bạn đổ nước vô nè, các bạn đổ đầy một tí xíu. Lên
thì khoảng chừng mấy phút sau á thì nó sẽ sôi lên và nó sẽ tỏa hương lên rất là thơm. Các bạn xông nhà thì khoảng chừng một tuần các bạn xông 1 đến 2 lần, các bạn xông đi rồi các bạn sẽ có cảm giác như là kiểu như là mình có cái bệnh hay là cái gì đó mà mình nghe được cái mùi này tự nhiên mình cảm giác như là mình khỏe hẳn luôn. Là cái này ngoài xông cái nhà ra, xông phòng ra thì các bạn có thể lấy y chang cái nguyên liệu này, các bạn sẽ xông body, xông mặt, xông body đều được hết. Nó có thứ nhất nè, dùng cái chanh thái này nè, chanh thái nào nổ cái chanh thái này không rồi ha, gội đầu nè, ngâm chân nè, xông nhà nè, uống với lại mật ong nóng cũng rất là thơm ngon. Rồi lâu lâu mà thí dụ mình đi xe á, mình cảm giác như mình rất là say, mình cứ lấy cái này nè, mình cà vô, mình hửi là không bao giờ mà cảm thấy say xe cả, mà rất là thích. Lúc đó mà mệt là hết liền ngay lập tức luôn. Thì cái chanh thái này Bích rất là thích, nên các bạn nên tìm hiểu cái chanh thái này, đừng có bỏ qua cái loại chanh này, rất là uổng ha. Chào các bạn, đây là Bi Spa, phường 8 của Phú Nhuận.